Xin chào mọi người, thì hôm nay á em xin giới thiệu cách test thử mật ong rừng. Thì nhiều người mình hay bị mất niềm tin khi mà mua hàng trên mạng nói là mật ong bị pha hoặc là mật ong giả. Thì hôm nay để em chứng thực cho mọi người luôn là cách để mình có thể test được cái mật ong rừng nó như thế nào. Thì đầu tiên là mình chỉ cần sử dụng rất đơn giản, đó là một cọng hành, hành lá mình. Sau đó mình sẽ nhúng vô, nhúng ngập cái đầu vào cái phần mật ong. Để trong khoảng từ 3 tới 5 phút là mình sẽ biết được cái kết quả của mật ong rừng nó như thế nào. Thì ngoài ra còn một cách khác để mình có thể phân biệt cái mật ong rừng, đó là mình để mật ong vào trong tủ lạnh, tủ ngăn đông khoảng 1 ngày. Sau đó mình lấy ra thì cái mật ong rừng á sẽ không có bị đông đá, mà thay vào đó thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu, tức là sệt nước như thế này. Và sau 3 phút ngâm cộng hành ở trong mật ong, và đây là kết quả. Như mọi người đã thấy là đầu cộng hành, cái phần hành mà mình nhúng vô mật ong nó đã héo so với cái phần đây, so với cái phần mà không có ngâm vô trong mật ong. Đây là một cách rất là hữu hiệu để mình phân biệt được mật ong thật, mật ong giả, và cũng rất là nhanh luôn.